Để thay đổi bầu không khí từ nãy tới giờ thì con sẽ gửi đến cô chú anh chị một ca khúc nhạc hoa lời Việt, bài hát được mang tên Nụ Hồng Mong Manh. Xin quý vị cùng lắng nghe. Không có remix được ạ.
Trước khi nói lời tạm biệt đến cô chú anh chị thì con xin kính chúc cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe và có một đêm nghe nhạc thật là ấm áp và xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Tiếng Nhung rất nhiều nha. Giọng hát rất là ngọt ngào, hy vọng là em thì cũng sẽ sắp xếp về đây để hát phục vụ quý bà con cô bác ha. Dạ, cảm ơn em. Chúc em sức khỏe. Dạ, quý bà con bác thân mến, bây giờ chúng ta sẽ còn hai tiết mục nữa. Dạ, một tiết mục là của anh Trí và dạ, chuẩn bị bước ra sân khấu. Còn một tiết mục cuối cùng của một danh ca giọng cổ, đó là danh ca Chí Tâm.